tiếp tục chương trình kỳ họp thứ sáu hôm nay tại nhà quốc hội quốc hội thảo luận ở hội trường về hai dự án luật mới là dự án luật đường bộ và dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ phó chủ tịch quốc hội trần quang phương điều hành phiên họp việc xây dựng ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan với mục tiêu là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, khắc phục những hạn chế vướng mắc bất cập của luật giao thông đường bộ hiện hành, phù hợp với xu thế phát triển pháp luật của nước ta và thông lệ quốc tế. Bố cục dự thảo luật gồm 9 chương, 81 điều. Dự thảo luật cũng đã chuyển toàn bộ chương quy định về phương tiện giao thông từ dự thảo luật đường bộ sang để đảm bảo tính thống nhất, không trồng chéo, trùng lập và phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật. Đồng thời chuyển một số điều luật trong chương vận tải đường bộ liên quan đến bảo đảm trật tự an toàn phương tiện giao thông đường bộ từ dự thảo luật đường bộ sang dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật bên cạnh đó dự thảo luật đã bổ sung một số quy định mới phù hợp với xu hướng tiến trình chuyển đổi số tạo thuận lợi cho người dân theo đó đối với một trong các giấy tờ giấy phép lái xe chứng nhận đăng ký xe chứng nhận kiểm định chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự trong trường hợp thông tin của các loại giấy tờ nào đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử thẻ căn cước theo quy định thì không phải mang theo